nó không đủ để cho những cái người như Ngọc Giao Ban này vận chuyển từ bên nước Nhật về. Cái chi phí vận chuyển thôi nó đã gần như là nó đã gần bằng cái giá trị chiếc ghế này rồi. Nên Ngọc Giao Ban muốn nói như vậy để cho mọi người mới thấy cái giá trị mà Ngọc Giao Ban tri ân tới khách hàng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Giao Ban. Thì liên tục thì các khách hàng mà yêu thích kênh của Ngọc Giao Ban, yêu thích những dòng ghế massage nội địa Nhật thì cũng thường rất hay nhắn tin với Ngọc Giao Ban là mong muốn Ngọc Giao Ban liên tục có những cái sản phẩm tri ân khách hàng để làm sao để cho những cái người mà yêu thích hàng nội địa Nhật và thực sự rằng là nhưng về bản chất thì cũng không có quá nhiều kinh tế để đầu tư cho một chiếc ghế, thì họ mong muốn là Ngọc Giao Ban có thể có những sản phẩm tri ân. Mà liên tục trong vừa rồi mà Ngọc Giao Ban đã có những sản phẩm tri ân mà gần như là lên video ngay mà khách hàng đã nhận, và như các bạn có thể thấy những video Ngọc Giao Ban đã giao đến tận nơi, và cũng như là với những cái sản phẩm tri ân dù là mức tiền vừa phải nhưng mà vẫn luôn luôn đảm bảo các yếu tố về chất lượng cũng như là về cái cách phục vụ và cái chế độ bảo hành mà Ngọc Giao Ban vẫn mang lại cho khách hàng. Chứ không phải là cái quan điểm mà chúng ta là khi mà chúng ta tri ân, chúng ta giảm giá thì chúng ta cắt bớt đi những cái đi kèm theo và chúng ta lại mang những cái sản phẩm kém chất lượng ra để chúng ta tri ân khách hàng, thì đó không phải là cái quan điểm của Ngọc Giao Ban. Và cái điều đấy thì Ngọc Giao Ban đã chứng minh được bằng các cái video cũng như là những cái mà Ngọc Giao Ban đã giao đến tận nơi cho khách hàng. Thì ngày hôm nay Ngọc Giao Ban tiếp tục tri ân tới tay khách hàng một chiếc Latina 350 chiếc Latina 3215. Đây là một trong những chiếc mà bình thường thì Ngọc Giao Ban bán với mức giá nó rơi khoảng độ tầm 20 triệu. Thì ngày hôm nay thì Ngọc Giao Ban sẽ tri ân khách hàng với cái chiếc ghế này với mức giá là 11 triệu thôi. Thì với cái 11 triệu này thì các bạn sẽ có được chiếc ghế như thế nào? Thì việc đầu tiên mà nếu các bạn để ý thì đây là dòng 3215 này thì nó có cái tay vân gỗ này rất là đẹp. Thì các bạn có thể để ý ở đây là trên cái tay này thì nó là một cái màu vân gỗ rất là đẹp, và ở trên người ta đã cẩn thận người ta phủ thêm một cái lớp chống xước nữa. Nhưng mà ở đây thì các bạn có thấy đây là nó cái lớp này nó là một cái màng chống xước, nhưng mà ở đây thì là nó đang là cái lớp chống xước của nó bị chầy đi thôi, chứ không phải là cái tay gỗ nó bị như vậy. Đây các bạn có thể thấy đây đó. Nhưng mà về tổng quan thì các bạn có thể nhìn gần, mình quay kỹ vậy bởi vì là mình muốn quay kỹ để cho các bạn có thể nhận được rằng là cái sản phẩm nó thực tế như thế nào. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, về tổng quan của nó đây thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn hơn đấy, chứ tránh trường hợp là tri ân khách hàng thì mình sẽ nói là sản phẩm nó đẹp nhưng mà khi giao đến thì thực sự thì mọi người không mong muốn như vậy, nên là mình sẽ có những cái điểm gì mà nó không đẹp thì mình sẽ quay video cho các bạn có thể thấy luôn. Thì đây là cái màu nỉ này đó, đây là cái màu nỉ của ghế này. Về da ghế thì vẫn còn đẹp như này đây, nên là mọi người thì hoàn toàn an tâm về cái hình thức cũng như là cái tính năng. Thì đó là cái hình thức của chiếc ghế này. Thì vậy với cái chiếc ghế mà Ngọc Giao Ban tri ân khách hàng với số tiền như vậy thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là thực sự rằng là với mức giá mà 12 triệu thì để mà nói sâu sắc như các bạn có thể tính toán thì nó không đủ để cho những cái người như Ngọc Giao Ban này vận chuyển từ bên nước Nhật về. Cái chi phí vận chuyển thôi nó đã gần như là nó đã gần bằng cái giá trị chiếc ghế này rồi. Nên Ngọc Giao Ban muốn nói như vậy để cho mọi người mới thấy cái giá trị mà Ngọc Giao Ban tri ân tới khách hàng. Và tiếp theo nữa các bạn có thể thấy ở đây là chiếc này thì nó là một trong những cái bản có rất nhiều tính năng. Các bạn có thể thấy đây những bài toàn thân này, đấy bài massage nhanh này, và bảng hiển thị luôn kèm theo chế độ nâng hạ và các bài đánh vùng. Thì nó là một trong những cái dòng mà thực sự ở National thì nó là một trong những cái dòng mà rất là bền, và quan trọng nhất là họ đã thiết kế cái đời này thì nó là Made in Japan. Ngày xưa họ thiết kế cái gì nó dày dặn chắc chắn, nó giống như những cái chiếc xe Jim Thái ngày xưa các bạn thấy, nó khác hoàn toàn với những chiếc xe Jim Việt bây giờ. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà những ai mà yêu hàng nội địa Nhật thì thường hay tìm tới những sản phẩm của Latina, đó là vậy. Thì tiếp theo nữa mà các bạn sẽ nhận thấy ở cái chiếc ghế này đó là cái sự phối màu sắc từ tay vân gỗ rồi tổng quan bên ngoài như các bạn có thể nhìn nhận ở đây. Thì thực sự đây là một trong những cái món quà mà Ngọc Giao Ban luôn luôn muốn gửi tặng tới khách hàng
Đặc biệt là những ai mua về dùng hoặc là mua dành tặng cho bố mẹ mình thì thực sự với cái mức giá này thì chắc chắn một chiếc ghế ở siêu thị, nếu các bạn có trải nghiệm lâu thì các bạn sẽ thấy rằng là một chiếc ghế siêu thị tầm 50-60 triệu thì nó không thể sánh được với tính năng của chiếc Navina này. Thì tất nhiên nó là dựa trên quan điểm là các bạn phải trải nghiệm chiếc ghế Trung Quốc đó và cái chiếc ghế của Nhật này thì các bạn mới thấy rõ được. Chứ còn nếu mà các bạn chỉ ngồi 1-2 lần 15-20 phút với hai chiếc ghế thì các bạn không thể nhận thấy được cái sự khác biệt của nó. Và quan trọng những sản phẩm nội địa Nhật nó rất là bền. Và hơn nữa các bạn có thể nhận thấy là Ngọc Japan là một trong những đơn vị mà luôn luôn mong muốn mang tới cho các bạn những sản phẩm chất lượng. Và quan trọng nhất là cái chế độ hậu sau bán hàng uy tín cũng như là đầy cái sự trách nhiệm và làm sao cho các bạn nhận được cái sản phẩm tốt nhất. Thì đây là video mà Ngọc Japan muốn gửi tới các bạn là với cái sản phẩm chiên các bạn với chiếc 3215 với giá là 12 triệu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ ngay với Ngọc Japan số điện thoại 0974945555.